Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo các sở ngành, đại diện một số đơn vị chủ đầu tư về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021 và triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Trang thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20 tháng 5. Trong phần thời sự quốc tế, Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hamas ở dải Gaza. Ngoại trưởng Nga và Mỹ tìm kiếm hợp tác giải quyết bất đồng. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 5, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành, đại diện một số đơn vị chủ đầu tư về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021 và triển khai các dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao trên 4.300 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đã giao là trên 3.600 tỷ đồng. Đến đầu tháng 5, các nguồn vốn giải ngân đạt trên 813 tỷ đồng, bằng 22,4% kế hoạch. Cũng trong năm 2021, toàn tỉnh có 329 dự án đã được giao kế hoạch vốn để khởi công mới. Song tính đến ngày 7 tháng 5, mới khởi công được 137 dự án, 18 dự án mới lựa chọn được nhà thầu xây lắp chưa khởi công. 89 dự án đang lựa chọn nhà thầu xây lắp. Qua đánh giá, việc giải ngân vẫn còn chậm, nguyên nhân do công tác quy hoạch của một số địa phương còn hạn chế. Các chương trình mục tiêu quốc gia đến nay chưa được Thủ tướng Chính phủ giao vốn. Các dự án ODA hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc về thủ tục điều chỉnh chủ trương. Thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất còn chậm. Một nguyên nhân được coi là nút thắt trong việc triển khai thực hiện các dự án đó là công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhất là các dự án trọng điểm còn vướng mắc. Giá của một số vật liệu đầu năm 2021 tăng mạnh. Đặc biệt giá thép tăng đột biến nhiều lần, qua rà soát có khoảng 137 dự án và 12 gói thầu của các dự án chuyển tiếp mới khởi công sẽ có nguy cơ tăng chi phí xây dựng vượt giá trị hợp đồng đã ký khoảng từ 5 tới 8% so với giá trị hợp đồng. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã làm việc cụ thể đối với từng chủ đầu tư, các dự án trọng điểm, trong đó yêu cầu giải trình về trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu về tiến độ giải ngân thi công, trình tự, thủ tục để giải ngân thanh toán, làm rõ một số vướng mắc dẫn đến các dự án chưa được triển khai đấu thầu đối với các dự án mới, thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các nhà thầu thi công. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, các chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn. Có giải pháp trong giải phóng mặt bằng tại một số công trình trọng điểm, xây dựng kế hoạch chi tiết, tiến hành mời thầu, lựa chọn nhà thầu, giao thầu, chuẩn bị khởi công những công trình mới. Cần ứng vốn giải ngân tối đa cho các nhà thầu nghiêm túc thực hiện tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thi công do giá vật tư tăng cao. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các chủ đầu tư giao vốn, cân đối phấn đấu đến hết quý 2 năm 2021, tối thiểu đạt 50% tỷ lệ giải ngân, điều chỉnh biến động giá, giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh về nguồn vốn và tiến độ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tập trung làm rõ trách nhiệm của nhà thầu làm chậm tiến độ giải ngân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương và các đơn vị chủ đầu tư cần khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, các dự án có vốn giao lớn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Cũng như kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện, để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn dự án theo đúng kế hoạch.
Sáng 20 tháng 5, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Mù Cang Chải. Tại khu cách ly tập trung ở xã Pung Luông, huyện Mù Cang Chải đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đi vào hoạt động, đảm bảo cách ly tập trung cho 150 người. Đồng thời, huyện cũng thành lập thêm 4 khu cách ly y tế vùng dân cư cấp xã và đảm bảo cách ly cho 1.000 người. Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay, Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải đã ấn định 7 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân huyện và 68 đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn. Huyện đã chỉ đạo bố trí 92 khu vực bỏ phiếu đảm bảo các điều kiện cho công tác bầu cử. Các hội nghị hiệp thương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiến hành theo đúng quy định. Sau hiệp thương lần thứ 3, huyện Mù Cang Chải có 54 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 498 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, thị trấn. Đến thời điểm này, huyện Mù Cang Chải cũng đã hoàn thành việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử được đảm bảo theo quy định. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, hỏi đáp về luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng được tăng cường để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của mình. Cùng với đó, huyện cũng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực bầu cử. Công tác tiếp nhận giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân được đảm bảo. Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại tá Trần Công Ứng yêu cầu huyện Mù Cang Chải cần tiếp tục chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường vận động cử tri đi bỏ phiếu, đặc biệt quan tâm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Ngày 20 tháng 5, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái đã chính thức đưa trang thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động, qua đó phục vụ cho nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin về các ứng cử viên của cử tri trong tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng như để phục vụ tốt cho nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của cử tri về các ứng cử viên được giới thiệu để bầu trong cuộc bầu cử lần này. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng các cơ quan đơn vị liên quan, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái đã chính thức đưa trang thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vào hoạt động với địa chỉ tên miền https://bầucu.yenbai.gov.vn. Hiện nay thì trong cái tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến cũng rất phức tạp. Thế thì cái việc mà cung cấp thông tin đến người dân thì vừa phải đầy đủ thông tin, vừa phải đảm bảo cung cấp thông tin để người dân có cái lựa chọn của mình để bỏ phiếu. Bên cạnh đó thì lại phải đảm bảo cái quy tắc về cái phòng chống dịch bệnh, tránh tụ tập đông người. Thế chính vì thế cho nên là cái việc cái đưa cái trang thông tin này sẽ giúp cho người dân bằng cái nhiều hình thức, để bằng trên điện thoại, trên máy tính, thế rồi các phương tiện như là Zalo, Facebook, thế rồi là tất cả những cái thông tin có thể kịp thời để người dân tra cứu cái thông tin, để biết được cái thông tin về cái ứng cử viên của mình lựa chọn để bầu cử. Hiện nay trang thì cũng đã hoàn thành và chúng tôi sẽ cập nhật những cái thông tin kịp thời để phục vụ trong cái thời gian trước, trong và sau bầu cử. Với việc thành lập trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử đã kịp thời cập nhật danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn, danh sách các khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn công tác bầu cử. Trang cũng được thiết kế với giao diện thân thiện để cử tri và nhân dân dễ dàng tra cứu thông tin một cách đầy đủ, chính xác về tiểu sử và quá trình công tác của 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 97 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và gần 6.600 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân cấp huyện và xã. Bên cạnh đó cũng thông tin chi tiết về 1.154 khu vực bỏ phiếu của 9 huyện thị thành phố, qua đó giúp cử tri biết chính xác địa điểm bỏ phiếu của mình.
Ngay sau khi nhận được chủ trương thì chúng tôi cũng xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Thì tổ mấy anh em của chúng tôi là cũng không quản ngày, quản đêm để phối hợp với Sở Nội vụ và phối hợp với lại cơ quan tổ chức chính quyền của cấp huyện, các huyện, 9 huyện thị trên địa bàn tỉnh để kịp thời thông tin đăng lên cái trang bầu cử để cho nhân dân và các cử tri nắm bắt được nội dung. Đến thời điểm hiện tại thì là cập nhật thông tin cũng đã đầy đủ gần như là 100% các cái thông tin, chẳng hạn như là danh sách ứng cử này, khu vực bỏ phiếu này, rồi là các cái hướng dẫn quy định về bỏ phiếu, nhất là trong tình hình Covid này thì là cũng có đủ các cái thông tin là ở khu cách ly thì bỏ phiếu như thế nào và khu tập trung, và đấy, nói chung là cũng đã đầy đủ các cái nội quy quy chế và cái hướng dẫn đăng tải và các cái thông tin để đầy đủ của 173 xã phường và trên và của cấp huyện trên 400 cử tri cấp huyện và của cấp tỉnh và quốc hội thì chúng tôi đã đăng nhập đầy đủ trên cái trang thông tin này. Khi truy cập vào trang https://bầucu.yenbai.gov.vn, cử tri của tỉnh Yên Bái còn được hướng dẫn thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo đúng hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, đặc biệt là việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể là hướng dẫn bầu cử cho người thực hiện cách ly tại nhà, tại cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện và một số địa điểm phát sinh nếu có. Với việc đưa vào hoạt động trang thông tin này, góp phần quan trọng giúp nhân dân Yên Bái thực hiện quyền dân chủ để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, những ngày qua huyện Văn Chấn và Trấn Yên đã thành lập nhiều đoàn công tác tới kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã thị trấn trên địa bàn, đồng thời nắm tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, qua đó kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị bầu cử đã đảm bảo tốt các điều kiện vật chất. Các tổ bầu cử đều có phương án, điểm bỏ phiếu dự phòng khi có tình huống xảy ra. Các điểm bỏ phiếu đã hoàn thành việc trang trí khánh tiết. Để cuộc bầu cử thành công, huyện Trấn Yên cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ bầu cử tại các điểm, dự phòng khi có tình huống có thể kiện toàn ngay ban bầu cử tại các địa phương. Toàn huyện có 122 khu vực bỏ phiếu, không có khu vực bỏ phiếu tại nhà dân. Đến nay, huyện đã chuyển đủ dấu cho các tổ bầu cử và các điều kiện liên quan. 143 bảng niêm yết danh sách người ứng cử và tiểu sử của người ứng cử, 244 hòm phiếu. Trấn Yên cũng đóng bổ sung 21 hòm phiếu chính và 10 hòm phiếu phụ để cấp dự phòng nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời lên phương án cụ thể cho công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Văn Chấn hiện có hơn 84.400 cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện đã thành lập 7 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện với 77 thành viên, 142 ban bầu cử, 167 tổ bầu cử xã, thị trấn với trên 1.180 thành viên. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, sau hội nghị hiệp thương lần 3, các xã thị trấn đã niêm yết đầy đủ danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại các khu vực bầu cử. Công tác tuyên truyền trang trí khánh tiết được các địa phương quan tâm chuẩn bị chú đáo. Kiểm tra giám sát tại một số khu vực bỏ phiếu, lãnh đạo huyện Văn Chấn yêu cầu một số địa phương quan tâm đến trang trí khánh tiết, đảm bảo theo đúng quy định, bổ sung phương án phòng chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử và việc đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung vận động nhân dân, vệ sinh môi trường, tích cực trang hoàng nhà cửa, đường làng ngõ xóm để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngày 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức hội nghị tổng kết trao giải cuộc thi Cổng thôn Tổ dân phố đẹp năm 2021. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 2 tháng phát động cuộc thi Cổng thôn Tổ dân phố đẹp huyện Văn Yên năm 2021 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là sự chủ động tích cực hưởng ứng của các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện. Toàn bộ các cổng thôn tổ dân phố được xây dựng đều từ nguồn xã hội hóa do nhân dân tự đóng góp và xây dựng. Trong 77 thôn tổ dân phố đăng ký tham gia dự thi, huyện Văn Yên đã lựa chọn được 32 công trình cổng thôn tổ dân phố tiêu biểu ở 20 xã thị trấn tham gia tranh giải. Việc chấm điểm đánh giá đảm bảo công khai, minh bạch, kết quả xét giải dựa trên điểm bình quân chung của tổ thẩm định và số lượt bình chọn trên fanpage thuộc cổng thông tin điện tử của huyện. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là người dân cả nước sẽ tham gia ngày hội bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để bầu các đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Không khí hân hoan đón chào ngày hội đã lan tỏa khắp các phố phường của thành phố Yên Bái. Các tuyến đường rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu, tất cả đều đã sẵn sàng cho ngày hội non sông, ghi nhận tại thành phố Yên Bái trước ngày bầu cử. Nhà văn hóa xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là khu vực bỏ phiếu số 2 của xã. Hôm nay mang diện mạo mới với sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay từ đầu, tuyến đường dẫn vào nhà văn hóa xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã vệ sinh sạch sẽ, trang trí cổng chào, khuôn viên với nhiều cờ, biểu ngữ, pano tuyên truyền bầu cử. Xã cũng đã bố trí phòng bỏ phiếu, các phương án hướng dẫn cụ thể cho các cử tri đi bầu cử, niêm yết danh sách người ứng cử theo quy định và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được xây dựng kế hoạch cụ thể. Đồng thời chuẩn bị thêm hòm phiếu phụ để mang đến nhà các cử tri không thể đến trực tiếp bầu cử do sức khỏe yếu và các cử tri đang thực hiện cách ly theo quy định. Cùng với khu vực bỏ phiếu số 2, đến nay 100% các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đều đã được trang hoàng và chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng cho ngày lớn của non sông. Bên cạnh chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu để tạo không khí rộn ràng cho ngày bầu cử trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, xã Minh Bảo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Để kịp thời chỉ đạo cho cuộc bầu cử thì trên cơ sở quy định của luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố thì hiện nay thì công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Minh Bảo cơ bản đã đảm bảo về khung thời gian và các nội dung công việc. Thì đặc biệt là chúng tôi quan tâm đẩy mạnh công tác đảm bảo về an ninh trật tự, tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử, tổ chức rà soát các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử như là cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, đảm bảo theo yêu cầu. Là phường trung tâm của thành phố Yên Bái nên công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Đồng Tâm lại càng phải cặn kẽ từng khâu, từng bước, từ công tác tuyên truyền đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu và trang trí các trục đường chính. Phường Đồng Tâm đã xây dựng market trang trí cho 16 khu vực bỏ phiếu, cắm gần 600 cờ dọc các tuyến phố trên địa bàn. Đối với các khu vực bỏ phiếu, Phường Đồng Tâm đã hướng dẫn các tổ bầu cử chuẩn bị sẵn sàng dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang dự phòng cho cử tri ngay từ cổng vào, đồng thời bố trí khu vực ghế chờ cho các cử tri. Điểm đặt bàn bỏ phiếu, bàn ghi phiếu cũng được bố trí đảm bảo an toàn và đúng luật định. Ngoài ra, các tổ bầu cử cũng chuẩn bị khu vực cách ly y tế tạm thời nếu trong trường hợp phát hiện có bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Cho đến giờ phút này, thì tổ dân phố 14 chúng tôi đã cái khâu trang trí khánh tiết thì là cơ bản thì đã là hoàn thành. Và thế còn về cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân là tham gia cái ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp thì đã làm tốt công tác tuyên truyền được đến tận người dân, thì bà con nhân dân là cũng đồng thuận là ủng hộ và đã sẵn sàng vào cái ngày hội bầu cử. Thế mà tổ dân phố chúng tôi đã họp quán triệt là chọn ra những cái ứng cử đại biểu là đủ đức đủ tài để làm sao có tiếng nói để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân trong cái nhiệm kỳ tới. Cùng với việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu, người dân các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn phường Đồng Tâm còn tích cực thi đua hoàn thành các công trình phần việc chào mừng cuộc bầu cử. Nổi bật, ở trụ sở phường Đồng Tâm đã lắp đặt hòm thư góp ý, ghế đá, xây dựng không gian xanh, khu vui chơi trẻ. Nhiều tổ dân phố đã khánh thành nhà mái vòm đa năng trồng hoa trên các tuyến đường với tổng trị giá các công trình phần việc khoảng 2 tỷ đồng. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi hướng về ngày bầu cử cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Đến thời điểm hiện nay thì công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì cơ bản đã được hoàn thành các bước, đã trang trí khánh tiết tại 16 cái khu vực bỏ phiếu và tổ chức các cái hội nghị mạn đàn về cái cơ cấu tiểu sử của các ứng cử viên tại các cái tổ dân phố, cũng như là tổ chức tuyên truyền để cử tri cũng nắm được về các cái ứng cử viên. Các cái tổ chức hội đoàn thể cũng như là các chi bộ tổ dân phố đã có rất nhiều các cái hoạt động thiết thực
để chào mừng cho cái cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp bằng những cái công trình, những cái phần việc hết sức là thiết thực và ý nghĩa. Mỗi xã phường với những đặc thù riêng và cách làm sáng tạo đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng cho ngày bầu cử 23 tháng 5 trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trong đợt bầu cử này, Ủy ban bầu cử thành phố đã ấn định 6 đơn vị bầu cử cấp thành phố, 93 đơn vị bầu cử cấp xã. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Yên Bái cơ bản đã hoàn tất. Thành phố Yên Bái đã cắm, treo, lắp đặt trên 2.000 hồng kỳ, 270 băng rôn, 250 pano, tranh cổ động dọc 25 tuyến đường, 3 cây cầu và 4 khu vực trọng điểm của tỉnh Yên Bái. Với một khối lượng công việc rất là lớn, với 250 tin bài phóng sự, ảnh và chuyên trang chuyên mục đăng tải trên hệ thống phát thanh truyền thanh cũng như thông tin cổ động phản ánh cái công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đặc biệt là với 1.600 phướn, 270 băng rôn và khoảng 2.000 hồng kỳ cùng với khoảng độ 250 pano và tranh cổ động các loại đã góp phần không phải chỉ tạo nên cái vẻ đẹp rực rỡ của diện mạo đô thị hôm nay, mà trong đó chứa đựng những cái khẩu hiệu mà chúng tôi trang trí đó, nó chứa đựng cái niềm tin, sự kỳ vọng cũng như cái sự hồ hởi, phấn khởi và mong đợi của người dân đối với ngày hội bầu cử. Người dân Yên Bái đang đón chờ ngày hội của non sông với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng để bầu chọn ra những đại biểu ưu tú về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những ngày tháng năm này, đồng bào Công giáo huyện Văn Yên đang tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước hướng về ngày bầu cử với tinh thần kính Chúa, yêu nước, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc. Bà con giáo dân, giáo xứ An Thịnh luôn vững niềm tin với Đảng và Bác Hồ, sẵn sàng chờ đón ngày hội non sông với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Đường về giáo xứ An Thịnh trong những ngày này ngập tràn cờ hoa, pano, khẩu hiệu cổ động cho ngày hội của toàn dân, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không khí tưng bừng phấn khởi thể hiện trên từng ngõ, xóm của giáo xứ An Thịnh. Các tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, trang hoàng lộng lẫy. Tại các điểm bầu cử đều niêm yết công khai đầy đủ danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt các đại biểu ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp. Thông qua các kênh tuyên truyền, cử tri trên địa bàn xã đều đã được trang bị khá đầy đủ các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Người dân đang hướng về ngày bầu cử với nhiều kỳ vọng lớn lao. Qua các cái buổi học tập thì chúng tôi cũng đã hiểu biết rất là nhiều và chúng tôi đã nghiên cứu kỹ tất cả các cái ứng cử viên về tiểu sử của người ta. Thế thì các ứng cử viên này đều là những người có tài có đức, đều là những người tốt cả. Thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao đến cái tới đây, đến cái ngày bầu cử thì người dân đi bỏ chọn những người có tài có đức, có tâm, có tầm nhìn và tất cả những người đó thì xứng đáng là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Xã An Thịnh có trên 10.000 nhân khẩu, trong đó hơn 64% dân số theo đạo Công giáo. Đây cũng là xã có tỷ lệ đồng bào Công giáo lớn nhất trên địa bàn huyện Văn Yên. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được địa phương triển khai thực hiện khá chu đáo. Việc thành lập các tổ phục vụ công tác bầu cử được thực hiện đảm bảo thời gian luật định. Toàn xã có 7 tổ bầu cử, 7 khu vực bỏ phiếu với 6.578 cử tri. Tổng số người ứng cử sau hiệp thương lần 3 là 45 đại biểu và số đại biểu được bầu vào Hội đồng Nhân dân xã là 26 đại biểu. Cùng với đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, người dân trong xã náo nức hướng về ngày hội toàn dân đi bầu cử. Nhà nhà treo cờ Tổ quốc, đường làng ngõ xóm được phát quang sạch sẽ, các nhà văn hóa thôn đều đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Đã huy động bà con nhân dân làm sạch đường làng ngõ xóm và đã sửa sang lại nhà văn hóa và trang trí một cách tốt nhất để chuẩn bị vào cái ngày bầu cử sắp tới ạ. Với tinh thần kính Chúa yêu nước, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, cùng với cử tri huyện Văn Yên, bà con giáo dân xã An Thịnh đang háo hức hướng về ngày bầu cử với niềm tin và sự kỳ vọng, thực hiện đề nghị phối hợp của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền về bầu cử. Các linh mục, họ đạo đã có những việc làm thiết thực để tuyên truyền
giúp giáo dân vừa đảm bảo đức tin, vừa làm tốt vai trò trách nhiệm của người cử tri đi bỏ phiếu theo quy định. Qua cái thông tin đại chúng thì chúng tôi cũng đã được thông báo ngày 23 tháng 5 tới là cái ngày bầu cử của toàn thể quốc gia. Cái riêng thì trong địa bàn thì do cái hoàn cảnh khách quan của dịch bệnh thì cũng động viên bà con chuẩn bị cái tinh thần cho được tốt để tham gia vào cái trách nhiệm dân sự của mình, như là cái quyền công dân để mình cũng có thể tích cực tham gia vào cái công việc bầu cử sắp tới. Cùng với hoàn tất các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử với phương châm dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử, chính quyền xã An Thịnh đã chủ động xử lý, giải quyết những đơn thư khiếu nại tố cáo còn tồn đọng. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử được triển khai tích cực. Ủy ban bầu cử xã cũng đã chủ động xây dựng các kịch bản bầu cử trong điều kiện chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn trong bầu cử. Thời điểm này thì là Đảng ủy đang chỉ đạo là toàn bộ các điểm bầu cử đấy, phối hợp với các thôn cùng ra quân để thực hiện cái việc trang trí các điểm bầu cử cũng như là tuyên truyền vận động bà con nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm đấy, tạo một cái không khí phấn khởi vui tươi để chuẩn bị cho ngày hội non sông. Bên cạnh đó thì là Đảng ủy cũng đã tổ chức các đoàn công tác để làm việc với các giáo xứ đấy, các cũng như là các linh mục chức sắc chức việc tôn giáo ở trên địa bàn đấy, để trao đổi tuyên truyền vận động bà con giáo dân hưởng ứng cái phong trào tham gia bầu cử sớm bầu đúng bầu đủ. Với sự quan tâm tạo mọi điều kiện của cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp và với tinh thần trách nhiệm cao trước quê hương đất nước, đồng bào Công giáo xứ đạo An Thịnh, huyện Văn Yên sẽ tích cực tham gia bỏ phiếu bầu những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông.